Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 57. Những đức đọc công đoạn lời tổ sư dạy để chúng ta gây dựng thêm tính tâm niệm Phật kiên cố. Niềm tin sâu. Chúng ta là những người tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Đối với thế giới cực lạc ở Tây Phương, không những chỉ có niềm tin mà cần phải tin cho thật sâu. Đối với thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà và pháp danh pháp trì danh niệm Phật, có được niềm tin sâu sẽ được vãng sanh, không còn phải nghi ngờ dù cho bất kỳ sự cản trở phỉ báng nào, đều không dao động đến tín tâm cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có niềm tin sâu. Nghĩa là công đoạn này tổ sư gây dựng tính tâm cho mình. Dù cho gặp những sự phỉ báng, chế nhạo, những sự mà làm cho mình dao động tâm, nhưng mình không dao động tâm. Họ nói cái không có thế giới cực lạc, không có Phật A Di Đà, chúng ta vẫn niệm Phật bình thường, không có chút gì dao động tâm, phải nhớ kỹ. Thì như vậy mới gọi là lòng tin sâu. Còn người tu Tịnh Độ mà vừa nghe một người nào nói vài ba câu cái là dao động tâm, vậy quý vị không có gầy dựng tín nguyện. Mà đã không gầy dựng tín nguyện vậy thua rồi, thất bại không? Nên khi đọc những công đoạn này giống âm đức của tổ sư để lại, gầy dựng cho chúng ta cái lòng tin niệm Phật đó, cực kỳ kiên cố luôn. Như nãy những đức đọc một cái lá thư, lá thư này nè, đọc rồi cho quý vị nghe có sự chuyển hóa hay ấy. Con thành tâm kính bạch thầy, thầy cho phép con gỡ vài lời tâm sự. Khi nghe thầy giảng pháp, được đến chùa hàng tuần, tâm con rất an lạc và rất tích cực năng lượng. Cuộc đời con rất khủng khiếp, bao nhiêu niềm đau, nỗi khổ, nhục nhã trên đời này dường như con có hết. Nhưng khi nghe được câu Phật hiệu, con tuyệt đối tin và quyết liệt chấp nhận tất cả. Điều kỳ diệu hơn, chuông điện thoại con cài A Di Đà Phật, mỗi khi người thân gọi cho con là chửi thề, khủng bố chửi con là thứ súc sanh, là chó, mà cứ mỗi lần chửi con là đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ý nói là tức quá quý vị. Mấy lần điện thoại, nghe tiếng điện thoại gieo niệm Phật đó, rồi sân si lên chửi. Chửi xong tức nhái theo quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cả chục lần mới chửi, mà hung hăng như muốn giết con vậy. Ghê lắm, con cũng liều luôn. Trong lòng con nghĩ, để đi lại 1000 lại Ví Quan Âm về tìm cách tình cho im. Lại xong, về
sáng hôm sau con ra tiệm điện thoại, nhờ họ cài đặt lại một vài người không thích nghe, vì con sợ họ chửi hoài mạng nghiệp. Tiệm điện thoại trả lời, một là để nguyên, hai là gỡ. Cho nên con quyết tâm để về bị gọi về bị gọi và tiếp tục bị chửi. Đến tiệm điện thoại xong rồi, người ta nói bây giờ một là để nguyên, hai là gỡ luôn. Nên cô quyết định để y nguyên luôn, về tiếp tục họ gọi nữa, xong chửi nữa. Con trả lời để mua sim khác, họ nói mua sim khác họ cũng chửi. Con chấp nhận. Đến ngày Chủ nhật sáng, con lên chùa hộ pháp nghe thầy giảng pháp tu. Chờ thầy giảng xong, vắng người con đến gặp thầy. Đang đứng gần chỗ âm thanh, con kể lại sự việc và con hỏi thầy, họ chửi con có bị nghiệp không? Thầy trả lời, trước khi họ chửi là họ phải lặp lại câu Phật hiệu A Di Đà Phật, nên họ cũng có gieo chút ít căn tính. Thầy hỏi cô có chịu nổi bị chửi không? Con đáp, dạ con nghe chửi rất nhiều nên con quen rồi và không ảnh hưởng gì. Nhưng đây là con sợ họ mang tội phỉ báng Tam Bảo, nên con hỏi ý thầy, thầy cho con giải pháp. Thầy trả lời con, cô có để cho họ nghe, lâu ngày chuyển nghiệp rồi sẽ bình an. Từ đó con liều luôn, chửi thì nghe, giết chết thì vãng sanh. Điều kỳ diệu, 3 ngày sau không còn chửi nữa. Mà sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch, gọi cho con, gọi con là sư cô, mua đậu hũ muối xả ăn nha, muốn ăn chay một ngày mà vui vẻ nữa thầy ơi. Chắc bà này bà kể là chắc coi chồng bảo quá. Chuyển à, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con nghĩ một câu A Di Đà Phật nếu không đủ căn duyên thì rất khó tin, cho nên thầy giảng rất chính xác. Con chúc thầy an lạc. Có nhiều Phật tử phát tâm cộng duyên để thầy có nguồn lực nuôi các cụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là phải lòng tin lắm đó quý vị. Thôi mà cái chuyện mà cài nhạc trời niệm Phật thôi, vì chữ đó chứ, cho chữ đi. Nhiều người chúng ta bị cái bệnh là sợ họ tạo nghiệp. Quý vị sợ họ tạo nghiệp để gieo duyên niệm Phật còn hơn họ đi tạo nghiệp không có một chút duyên niệm Phật nào. Con người sống trong cuộc đời này, một là họ tu nhân tích đức, hai là họ tạo nghiệp ác thôi. Bây giờ họ tạo nghiệp bằng cách gieo duyên niệm Phật thì việc này cũng tốt hơn. Tốt hơn là họ hoàn toàn tạo nghiệp ác mà không được gieo duyên Phật Pháp. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên khi quý vị mà đọc quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, quý vị sẽ thấy tích quyền niệm Phật quý vị cực kỳ mạnh. Nhưng Đức nói rằng cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, nếu cái người mà không tính nguyện niệm Phật mà đọc á, thì nói ủa sao kỳ cục với ta. Nhưng khi bị tính nguyện niệm Phật rồi bị sẽ thấy. Hồi nãy nhà Đức nói chuyện với một vị thầy, nhà Đức nói một câu. Cái câu Phật hiệu này không đơn giản như thầy nghĩ đâu. Có nhiều người, người ta không hiểu gì, người ta không có niệm, người ta còn sợ người khác tạo nghiệp vì nghe câu Phật hiệu này kia rồi phỉ báng. Không phải đâu, mà ta nghe câu Phật hiệu giết nó mới chuyển nghiệp. Thầy đừng có lo chỗ đó, đừng có ngại chỗ đó, đừng có sợ chỗ đó.
Họ muốn chửi, họ chửi thì họ nghe câu Phật hiệu với chuyển nghiệp. Lạ lắm. Mình giữ cái tâm bình thản là đặc biệt chứ lắm. Hôm qua Như Đức giảng có nói một câu, câu này mà chúng ta phải nhớ hoài luôn quý vị ơi. Mà đây là thật sự từ tâm mà giảng, có giảng bài pháp. Hình như coi Phật niệm đến cùng. Hình như là ngày 24, đúng không? Nay 25. Nhưng Đức có nói một câu rằng những con người mà người ta chửi mình mà người ta có tập thể quý vị, mà mình cứ hướng thiện niệm Phật tu hành mà người ta vẫn chửi mình, thì quý vị biết rằng người ta sẽ gom cái lượng người chửi lại y gan và tự nhiên không giảng nữa. Quý vị để ý đi, 100% luôn. Bây giờ tự nhiên mình nhớ là Hòa Thượng không giảng, đúng là đúng ghê. Hòa Thượng không ngày từng giảng, ngài giả thiết rằng đây là một cái nơi đi đến nghe pháp niệm Phật thì người thích nghe pháp niệm Phật đi đến nghe pháp niệm Phật. Đây là một cái nơi quýnh bài, người ta sẽ qua quýnh bài. Còn đây là một nơi có độ đá banh, người ta qua có độ đá banh. Còn bên kia là châm thọt, người ta sẽ qua bên châm thọt. Và tôi nên không ngày giảng như vậy, nhưng Đức thấy đúng 100% rõ ràng. Cái người niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, người ta sẽ vô tín nguyện niệm Phật, niệm Phật. Nên cái người mà người ta mà chửi mình đó quý vị, là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp mình cũng gieo cái nhang mình chửi người ta. Mà bây giờ cái người này họ đứng ra để họ tập trung hết người lại. Họ tập trung, tại vì cái lực lượng mà coi họ cũng đông lắm quý vị. Tại vì trong kinh Phật dạy là nhân sinh thù nghiệp. Họ gom lại một lực lượng rất là đông, họ chửi mình. Thì nguyên một lực lượng này họ chửi mình thì giải quyết xong một lần luôn. Xong. Gọi là đốn nghiệp quý vị. Người ta tu bên tu thiền đồ này kia thì người ta nói là đốn xả. Đốn xả là giống như người ta tiêu nghiệp sạch sành sanh. Người ta đốn xả một phát, người ta đại triệt đại ngộ luôn. Còn đây là gọi là đốn nghiệp, họ tập trung hết lại một lần giùm cho mình. Nhờ họ làm gì? Họ tập trung một lần lại hết luôn. Họ gom lại mấy chục ngàn người, họ vớt mình một phát đốn nghiệp. Mình thì làm sao mà tâm mình lúc đó dịu nhất, an lạc nhất, mình vẫn làm thiện, làm tốt, niệm Phật. Rồi xong, qua báo trả xong. Nghiệp chướng tiêu trừ, qua báo trả xong. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ câu này. Khi quý vị suy nghĩ ra rồi, quý vị thấy thật sự quý vị mới cảm ơn người ta. Cái cảm ơn nó không đơn giản đó quý vị ơi. Nó không đơn giản cảm ơn được đâu. Cái người chửi mình nói cảm ơn chứ mình nói xạo đó, mình khó cảm ơn lắm. Không cảm ơn được đâu. Nhưng thật sự cái hiểu kỹ ra mới cảm ơn được. Đúng là giảng pháp quan trọng. Giảng pháp cực kỳ quan trọng luôn. Nhiều người tôi sám hối nè, tôi có lỗi sám hối nè. Những đứa đã từng thấy sám hối. Sám hối bằng cái tức giận sai không đúng. Quý vị biết rằng là người ta chửi mình, người ta mắng mình, mình nói cảm ơn khó lắm. Thế nào? Ví dụ như giờ mình không biết người ta đâu thôi chứ. Nếu như mà ngay trước mặt mình, có khi mình không kiềm chế được, có chuyện xảy ra. Nên á, thật sự mà muốn biết cảm ơn thật sự được là quý vị phải thật sự lý giải cho rõ ràng. Bây giờ nói tin sâu nhân quả mà chưa lý giải rõ ràng nó cũng khó làm. Khó làm. Đã tin sâu nhân quả rồi nhưng mà phải thật sự lý giải cho rõ ràng. Khi mình lý giải rõ ràng rồi thì thật sự mình mới thật sự cảm ơn. Cái đoạn mà bất chợt như Đức giảng trong đoạn này, tự nhiên trong lòng như Đức nhẹ nhàng ghê. Rất nhẹ nhàng. Có nhiều người họ cũng khuyên Nhân Đức, ví dụ như có ai nói về thầy thì đừng có coi. Thầy coi thì tức lắm, Nhân Đức nói. Nếu mình không coi mình không rèn được mình nghe. Mình coi cái lúc đó mình tức, mình bực, mình vui, mình cười hay mình nhăn mặt, hay mình khó chịu gì, mình cứ sanh tâm ra đi. Rồi nó sanh ra nhiều tâm đi, rồi nó sẽ gây dựng cho mình vẫn tiếp tục tu. Rồi mình lúc đó mình mới như bất động trong mọi hoàn cảnh.
Còn nếu như bây giờ mà mình hoàn toàn mình tránh xa nó không, thí dụ như quý vị không có băng lãnh thì thôi vì tránh cũng được. Nhưng quý vị có băng lãnh chút, vị nên rèn luyện trong đó. Để chi? Để quý vị muốn giảng sanh mà. Quý vị, mình muốn giảng sanh quý vị, một bên thì muốn giảng sanh cực lạc, một bên thì muốn đi xuống địa ngục, thì chúng ta cứ gầy dựng thôi quý vị. Cứ gầy dựng, bên nào tự gầy dựng bên ấy thôi. Thấy không? Thì vị biết rằng là khi mà Như Đức giảng bất chợt luôn cái câu này, Như Đức không suy nghĩ tới, mà giảng bất chợt cái câu này Như Đức lý giải ra cái đúng là ghê, thông tâm. Đúng là nếu như mình trả nợ mà từ từ nó gom lại cái cuối cuộc đời mình, nó quặn một phát thì mình chịu không nổi. Mà nhiều người ta dùng cái cách đó, người ta gom lại hết luôn. Người ta gom lại một lúc, người ta gom lại một ổ, rồi xong nó quặn một phát mình. Mình chỉ cần khỏi cần chống trả, mình chỉ cần giống như nước nó tạt vào lá môn, nó có đậu lên hộp nước nào không về? Không. Nước đổ lá môn phải không? Tạt xuống. Nước đổ lá sen tạt vô không? Tràn ra. Nếu quý vị là lá sen thì đặc biệt quá, không dính lại gì cả, tiếp tục đậu câu A Di Đà Phật xong. Thật sự cái này không phải làm không được đâu quý vị, chắc chắn quý vị sẽ làm được. Nếu như quý vị hiểu được cái nguyên lý là người ta thật sự người ta gom lại hết để giúp cho quý vị một lần giải quyết xong. Vì cái nhân mình gieo, cái quả mình phải chịu chứ quý vị. Đến thế gian mà ai mà không chịu quả báo. Nên mới nói là người tu hành không mê trong nhân quả là như vậy. Không mê trong nhân quả thì không có phiền não. Đây là cái công đoạn rất quan trọng. Để quý vị gặp những sự cố trở ngại. Mà có những người người ta đi trở ngại quý vị, mà người ta còn gũ lực lượng đi trở ngại quý vị. Không phải vì dễ gũ đó quý vị ơi. Nó phải có một cái hội ngộ. Có cái hội ngộ. Là cái hội ngộ là gì nè? Là cái người mà họ đứng ra, họ kiếm chuyện với mình, mà họ gũ thêm một vài người đi theo họ được. Là nguyên cái vàng này họ giống như cái câu nãy những đức mà kể cho quý vị nghe cái công đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không thì nói đi quýnh bài thì nó nguyên lọt đi quýnh bài. Nó đi chăm thọt thì nguyên lọt nó chăm thọt quý vị. Thì nó lại cái nhăn đó nó thành một lọt người như vậy hình thành. Khi nó sanh làm người, nó sanh một lọt làm người vậy, rồi nó kết hợp thành một nhóm. Giống như câu chuyện của mà vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca vậy, thấy không? Đó là cái nhân quả. Mà dòng họ Thích Ca trong một đời kiếp nào đó, cái mùa đó khô hạn, nước nó cạn, dòng họ Thích Ca mới tập trung đến bắt cá trong một cái hồ. Thì trong đó có hai con cá to lớn nhất, Tiểu Ngư và Đại Ngư, phát nguyện rằng nhất định nó sẽ báo thù. Tâm phát nguyện đó. Tại vì dòng họ Thích Ca giết dòng họ của nó ăn, thì bây giờ nó sẽ báo thù. Khi nó phát cái nguyện đó quý vị, thì tớ thờ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dòng họ Thích Ca, vua Tỳ Lưu Ly là cái đàn cá đó, hình thành cái nhân quả và kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca. Cái thờ bắt cá đó, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng ở trong cái đoàn người đó. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni là một đứa bé nhỏ thôi. Khi bắt cá đem lên bờ xong, Đức Thích Ca Mâu Ni ngày cầm cái cây, ngày gõ lên đầu con cá ba cái. Vậy mà khi vua Tỳ Lưu Ly chuẩn bị kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca, thì Đức Phật nhức đầu ba lần, giống như tăng. Thấy cái nhân quả thì ghê chưa? Kinh không? Đó. Nên mới nói là người đại tu hành không mê trong nhân quả là gì đó quý vị. Nên tôn giả một Kiền Liên, ngài thấy bây giờ vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại dòng họ của thầy mình, thấy tội nghiệp quá. Mà các vị này toàn là bậc A-la-hán Phật không, mà bây giờ làm sao không biết nhân quả quý vị. Nhưng mà phải thị hiện đi để lên cho chúng ta coi. Thì tôn giả một Kiền Liên, ngài là thần thông đệ nhất mà, ngài đưa 100 người nam dòng họ Thích Ca vô cái bình bát của ngài. Ngài đưa lên cung chờ trên đó để cho họ được trú ẩn. Được trú ẩn. Thì qua cái trận thảm sát thì ngài mới đem cái bình bát xuống.
và coi. Thì quý vị ơi, cái bình bát trở thành bình máu. Ngài về, Ngài bạch với cùng với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng, khi nhân quả đã đến, quả báo đã đến, thì không có ai ngăn chặn được hết. Chỉ có tu hành, không mê trong nhân quả thôi. Nên khi quý vị biết rằng là Tôn giả Mục Kiền Liên khi Ngài nhập Niết Bàn là Ngài chịu cái quả báo, là bị ngoại đạo giết Ngài. Và ngoại đạo biết Ngài là thằng thông đệ nhất, nên chặt Tôn giả Mục Kiền Liên ra nhiều khúc, đem đi nhiều nơi. Vì sợ giết xong Ngài sống lại, nên ngoại đạo mới chặt Tôn giả Mục Kiền Liên ra nhiều khúc để đem để nhiều nơi. Đó là một cái hành trình tu hành của Tôn giả Mục Kiền Liên khi cuối cuộc đời nhập Niết Bàn. Khi mà đến giết Ngài, Ngài biết quả báo đã đến. Nó không mê trong nhân quả để cho giết. Chứ Tôn giả Mục Kiền Liên sao mà giết được Ngài? Ngài là thằng thông đệ nhất, là bậc thượng thủ của Đức Thích Ca Mâu Ni mà. Đệ tử bậc thượng thủ. Quý vị nghe những công đoạn này rồi, quý vị sẽ cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Nên người tu hành không mê trong nhân quả là như vậy. Nên công đoạn nãy như Đức nói cho quý vị nghe, mình là phàm phu, mình nghĩ cái điều cảm ơn là người ta gom lại hết con nợ lại. Bây giờ mình có vốn để mình trả thì người ta gom lại hết đi, mình trả một phát cho xong luôn. Bây giờ không mình đi tìm, biết tìm đâu nữa. Không đi tìm, biết tìm đâu nữa. Bây giờ trong lòng những Đức nghĩ rằng bản thân những Đức hướng dẫn rất nhiều người tu. Bây giờ bản thân những Đức bây giờ cũng làm khùng khùng điên điên vài cái. Bây giờ mạng truyền thông là một điểm quá nó rộng rồi. Bây giờ con nợ của mình nó mình nhiều đời nhiều kiếp mình thiếu nó quá nhiều. Bây giờ cách là mình gieo duyên vào pháp vô tâm họ, còn họ thì chửi mình. Nên những cái công đoạn như những Đức ngủ gục đồ này kia, nó chửi dữ lắm, nó cực kỳ chửi. Rồi công đoạn này công đoạn kia làm cứ khơ, nó chửi dữ lắm. Nhưng mà trong đó điều là đem có Phật hiệu giới thiệu, mà họ nghe xong họ chửi. Thì mình đeo cái nhắn niệm Phật này mình gieo vào tâm họ, còn họ chửi mình để mình tung ra để thu gom con nợ của vô lượng kiếp lại trả cho xong trong đời này, xong phước cho rồi. Như Tôn giả Mục Kiền Liên nói, thôi thiếu nợ thì trả phước cho rồi, ngồi đó ngoại đạo cứ giết đi, xong. Sâu sắc vô cùng chỗ này. Còn bây giờ mình vừa làm như vậy mà người ta còn làm phụ mình á, là người ta làm cách này cách kia chửi mình, để người ta tập trung người lại để người ta chửi mình, thì đúng là rõ ràng quý vị giải quyết rất mau. Nếu như quý vị sâu sắc nhận thức được những điều này thì câu Phật hiệu này quá tuyệt vời, quý vị sẽ cảm thấy rất an lạc. Quý vị muốn về cực lạc không quý vị? Nếu thật sự muốn về cực lạc thì quý vị phát tâm rộng một chút đi. Như cái câu này, cài nhạc điện thoại niệm Phật cho người ta nghe, người ta thì được nghe mà người ta chửi cô quá trời, mà cuối cùng cô kiên nhẫn, nhờ như Đức khuyên, cô kiên nhẫn mà chuyển được chồng. Được không? Nhiều người người ta còn lo sợ lắm, nghe tiếng niệm Phật người nói này nói kia ta làm ăn không được này nọ. Chưa chắc, chưa chắc. Quý vị nói những Đức ở trong chùa niệm Phật, những Đức kinh nghiệm quá mà càng ngày những Đức càng sâu sắc về câu Phật hiệu. Quý vị chưa tin quá thôi, còn nhiều sự trở ngại quý vị chưa dám vượt qua. Tâm muốn giảng sanh mình thôi cứ từ từ đi tỷ vị à. Nên những Đức nghĩ rằng là đến với cõi này cơ hội đi trả nợ trả cho xong luôn. Nên bản thân mọi người nhận thức được mình phát tâm rộng lớn thì cảnh giới rộng lớn thôi. Cảnh giới rộng lớn thì cơ hội có vốn mà. Người ta đến người ta đòi nợ, có vốn thì trả nợ thôi quý vị. Có điều kiện để trả nợ được, có phương pháp để trả nợ được. Hay quá. Nhớ kỹ quý vị, đã có phương pháp để trả nợ rồi thì cứ trả đi. Trả bây giờ sau này cặn tới nghiệp tuổi già khỏe hơn, khỏe hơn, về cực lạc nhẹ hơn quý vị. Phải gây dựng tín nguyện niệm Phật, cái này rất quan trọng. Lòng tin phải sâu, phải chắc. Ai nói tịnh độ thì sao? Có Phật A Di Đà hay không có Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc hay không có thế giới cực lạc, mặc kệ. Chúng ta cứ nghe Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cứ tin Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi cứ niệm Phật đi.
Thì đúng là quá tuyệt vời, quá đặc biệt. Đây là những công đoạn rất quan trọng và cực kỳ tâm đắc. Quý vị, từ người trong chùa tới hàng Phật tử khắp nơi, những đức cũng mong những người có duyên nghe được những công đoạn này. Đây là tặng đáy lòng những đức chia sẻ với quý vị rồi đó, phát sinh từ câu Phật hiểu ra đó quý vị. Kết quả khi chữ nhẫn chúng ta đã phát triển, đúng là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Nhẫn vì người, phát tâm lớn vì người, bị chửi vì người, bị chửi mà cũng vì người, thành tựu cho người, mình chịu thiệt thòi. Quý vị làm được gì thì quý vị sẽ thấy bình an. Có gì đâu mà thiệt thòi quý vị. Cái thân này một ngày nào chích quéo rồi thiệt thòi gì nữa giờ. Quý vị tương lai ở thế giới cực lạc mà quý vị thiệt thòi gì. Cứ niệm Phật đi chắc chắn thành công. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố. Niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.